Trực tiếp bóng đá Argentina vs Ả Rập Xê Út bảng C World Cup 2022. Trực tiếp bóng đá Argentina vs Ả Rập Xê Út thuộc bảng C World Cup 2022 từ 17 giờ hôm nay ngày 22 tháng 11. Nhận định Argentina vs Ả Rập Xê Út, cổ động viên Argentina có cơ sở để tin tưởng và kỳ vọng vào đội nhà ở World Cup 2022. Đội bóng có biệt danh Albiceleste duy trì phong độ tốt và ổn định dưới thời huấn luyện viên Lionel Scaloni. Với một lối chơi được tổ chức tốt hơn và chắc chắn hơn ở hàng phòng ngự để làm nền cho những ngôi sao tấn công tỏa sáng, đội tuyển Argentina bất bại 36 trận liên tiếp kể từ sau trận thua Brazil 0-2 ở Cup 3 America 2019. Trong 5 trận gần nhất trước khi bước vào chiến dịch World Cup 2022, đội bóng của Messi không thủng lưới lần nào và ghi được ít nhất 3 bàn trong mỗi trận đấu, tổng cộng là 19 bàn thắng. Ả Rập Xê Út là đội bóng bị đánh giá thấp nhất tại bảng C. Đại diện châu Á đang xếp hạng 51 thế giới, rõ ràng là kém xa so với vị trí thứ 3 của Argentina. Sau khi vượt qua vòng loại World Cup 2022 không mấy khó khăn, Ả Rập Xê Út thi đấu giao hữu rất nhiều trong nửa năm qua. Thầy trò huấn luyện viên Hervé có tổng cộng 10 trận đấu để chạy đà cho World Cup 2022. Tuy nhiên thành tích của Ả Rập Xê Út không tốt, khi họ chỉ giành được một chiến thắng. Hàng công là vấn đề lớn nhất của đội tuyển Ả Rập Xê Út. Trong chuỗi 10 trận giao hữu có kết quả đáng thất vọng kể trên, không lần nào đội bóng Tây Á này ghi được nhiều hơn một bàn vào lưới đối thủ. Nhìn chung, với trình độ thua kém rất nhiều so với Argentina, trong khi phong độ cũng không tốt, Ả Rập Xê Út có làm nên bất ngờ. Minh Anh, nhận định Argentina vs Ả Rập Xê Út, cổ động viên Argentina có cơ sở để tin tưởng và kỳ vọng vào đội nhà ở World Cup 2022. Đội bóng có biệt danh Albiceleste duy trì phong độ tốt và ổn định dưới thời huấn luyện viên Lionel Scaloni. Với một lối chơi được tổ chức tốt hơn và chắc chắn hơn ở hàng phòng ngự để làm nền cho những ngôi sao tấn công tỏa sáng, đội tuyển Argentina bất bại 36 trận liên tiếp kể từ sau trận thua Brazil 0-2 ở Cup 3 America 2019. Trong 5 trận gần nhất trước khi bước vào chiến dịch World Cup 2022, đội bóng của Messi không thủng lưới lần nào và ghi được ít nhất 3 bàn trong mỗi trận đấu, tổng cộng là 19 bàn thắng. Ả Rập Xê Út là đội bóng bị đánh giá thấp nhất tại bảng C. Đại diện châu Á đang xếp hạng 51 thế giới, rõ ràng là kém xa so với vị trí thứ 3 của Argentina. Sau khi vượt qua vòng loại World Cup 2022 không mấy khó khăn, Ả Rập Xê Út thi đấu giao hữu rất nhiều trong nửa năm qua. Thầy trò huấn luyện viên Hervé có tổng cộng 10 trận đấu để chạy đà cho World Cup 2022. Tuy nhiên thành tích của Ả Rập Xê Út không tốt, khi họ chỉ giành được một chiến thắng. Hàng công là vấn đề lớn nhất của đội tuyển Ả Rập Xê Út. Trong chuỗi 10 trận giao hữu có kết quả đáng thất vọng kể trên, không lần nào đội bóng Tây Á này ghi được nhiều hơn một bàn vào lưới đối thủ. Nhìn chung, với trình độ thua kém rất nhiều so với Argentina, trong khi phong độ cũng không tốt, Ả Rập Xê Út khó làm nên bất ngờ. Messi, World Cup 2022 là cơ hội cuối để chinh phục giấc mơ vĩ đại. Lionel Messi khẳng định World Cup 2022 là cơ hội cuối cùng để anh chạm tới giấc mơ vô địch thế giới cùng đội tuyển Argentina. Tôi đang cảm thấy rất thoải mái, đặc biệt khi World Cup chuẩn bị bắt đầu. Tôi không làm điều gì đặc biệt ngoài việc chăm lo cho bản thân và sự nghiệp của mình. Đây chắc chắn là kỳ World Cup cuối cùng của tôi, cũng là cơ hội cuối cùng để chinh phục giấc mơ vĩ đại. Lionel Messi chia sẻ trước trận ra quân của đội tuyển Argentina vs Ả Rập Xê Út lúc 17 giờ hôm nay ngày 22 tháng 11. Sau chức vô địch Copa America 2021, Messi cùng Argentina đang hướng tới chức vô địch World Cup đầu tiên sau 36 năm chờ đợi. Đội tuyển Argentina đã có đội hình đồng đều với những ngôi sao như Messi, Angel Di Maria, Lautaro Martino, Rodrigo Zepul hay Lisandro Martinez. Argentina cũng có chuỗi 36 trận bất bại trước thềm World Cup 2022. Với cá nhân Messi, 11 bàn thắng và 14 kiến tạo tại PSG cho thấy siêu sao 35 tuổi đang đạt điểm rơi thể lực và phong độ tốt trước thềm World Cup. Tôi đang có thể trạng tốt và cảm thấy bản thân đã đạt đến thời điểm lý tưởng về thể chất. Tôi không gặp bất cứ vấn đề gì. Messi tự tin khẳng định World Cup 2022 thực sự khác biệt vì diễn ra giữa mùa giải khi các đội gần như không có thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên, Argentina đã có bước chạy đà tốt. Thi đấu ở World Cup luôn là điều rất đặc biệt. Ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, Messi khẳng định điều quan trọng là anh phải học cách coi trọng những chi tiết. Bên cạnh tận hưởng khoảng thời gian còn lại được thi đấu cho Argentina nói riêng và bóng đá đỉnh cao nói chung, tuổi tác khiến bạn nhìn mọi thứ khác đi và coi trọng những chi tiết nhỏ mà trước đây tôi không nhận ra. Với tôi lúc này, tận hưởng là thứ quan trọng hơn tất cả. Tôi đang cố gắng sống cho hiện tại. Tôi không biết đó có phải là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của mình hay không, nhưng tôi cảm thấy rất tuyệt. Tôi đã trưởng thành hơn và cố gắng tận hưởng nó. Chúng tôi không biết Argentina có tham dự kỳ World Cup tới hay không. Tôi nói với đồng đội rằng hãy sống hết mình với trải nghiệm này, tách biệt bản thân khỏi những thứ bên lề và cố gắng chơi như cách chúng tôi đang làm. Messi nói thêm, điều thôi thúc tôi tiếp tục cố gắng, đó là khao khát và khao khát nhiều hơn nữa. Tôi tin rằng chúng ta phải luôn cố gắng, dù hướng tới điều gì. Đừng chỉ mong muốn và nghĩ rằng điều ấy sẽ xảy ra. Tiền đạo 35 tuổi khẳng định bản thân phải không ngừng khao khát và nỗ lực. Sau thất bại ở 3 trận chung kết trong 3 năm liên tục World Cup 2014,
Copa America 2015-2016. Messi từng nói lời chia tay đội tuyển Argentina. Dù vậy, cựu tiền đạo Barcelona đã quay lại và nhận được phần thưởng xứng đáng với chức vô địch Copa America. Tại World Cup 2022, Argentina là ứng viên vô địch hàng đầu, bên cạnh Brazil và Pháp. Đội bóng xứ Tango sẽ khởi đầu hành trình tại Qatar với cuộc so tài với Ả Rập Xê Út. Đội tuyển Argentina có mục tiêu tìm kiếm chiến thắng ở trận đầu tiên. Tôi đang rất lạc quan, dù trận gặp Ả Rập Xê Út sẽ khó khăn. Các cầu thủ phải kiểm soát nỗi âu lo và sự căng thẳng, Messi dặn dò đồng đội. World Cup là nơi Messi trưởng thành. Màu áo Argentina từng là gánh nặng trong phút giây khó khăn nhất sự nghiệp Edmundo. Giờ đây, đó sẽ là nguồn cảm hứng để Messi chiến đấu cho điều tango cuối cùng ở World Cup. World Cup 2010 là thời điểm mà Lionel Messi lần đầu mang trên mình tấm băng đội trưởng của Argentina. Đó là hành động chuyển giao trọng trách mang cúp về xứ sở tango của cậu bé vàng với người kế nhiệm, tiếp nối những hy vọng tạo nên phép màu tại sân chơi lớn nhất thế giới. Ở tuổi 23, Messi vẫn còn quá bỡ ngỡ với vai trò thủ lĩnh cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ của cả một dân tộc. Việc chỉ huy trên sân không phải là vấn đề với Messi, John Savat Sung Veron chia sẻ. Messi cảm thấy không thoải mái khi phải phát biểu đốc thúc, tinh thần toàn đội trước mỗi khoảnh khắc then chốt. 12 năm sau thất bại của đội tuyển Argentina trên đất Nam Phi, Messi giờ đây đã mang trong mình một tính cách hoàn toàn mới. Trong bộ phim mới ra mắt trên nền tảng Netflix mang tên Sin Eternos, Champions America, những câu chuyện của nhà vô địch Nam Mỹ, không đoạn ở trailer, cho chúng ta chứng kiến rõ nhất những gì mà Messi đã nói trước khi bước vào trận chung kết gặp Brazil tại Copa America 2020. Sự trùng hợp không tồn tại đâu các bạn. Copa America đáng lẽ ra phải được tổ chức ở Argentina. Thế nhưng Chúa đã mang giải đấu tới Brazil chỉ để chúng ta nâng cao chức vô địch tại sân vận động Maracana. Đó sẽ là một khung cảnh thật đẹp phải không nào? Hãy bước ra khỏi đường hầm với sự tự tin và đừng lo, chúng ta sẽ mang chiếc cúp về nhà. Tiến lên thôi, trưởng thành trong cá tính. Tấm băng đội trưởng của tuyển Argentina chứng kiến Messi từ cậu bé rụt rè, ít nói và ngại ngùng trước những đàn anh trở thành nguồn cảm hứng về mặt tinh thần cho toàn đội. Tại World Cup 2006, Messi 19 tuổi chỉ đóng vai trò dự bị khi huấn luyện viên Josep Beckerman lựa chọn bộ đôi Hernan Crespo và Carlos Tevez trên hàng công nhưng vẫn kịp có một bàn và một kiến tạo trước Serbia. 4 năm sau đó, Messi ở đỉnh cao sự nghiệp cùng dàn cầu thủ Barcelona đầy tài năng. Vừa mới có một mùa giải bùng nổ với 47 bàn thắng và chức vô địch cùng danh hiệu quả bóng vàng. Thành công vang dội ở cấp câu lạc bộ không đi đôi với vinh quang ở đội tuyển quốc gia. Khi những vũ công tango bị loại ở tứ kết World Cup 2016 thất bại 0-4 trước Đức. 2014 là năm mà Messi đã ở rất gần chức vô địch World Cup. 4 bàn thắng ở giai đoạn vòng bảng là thành tích ấn tượng, nhưng Messi vẫn không có duyên trong loạt knockout. Giống với 4 năm về trước, Argentina lại chịu thua trước người Đức. Lần này, kết cục nghiệt ngã hơn rất nhiều. Sự kém duyên trong các kỳ World Cup và Copa America khiến Messi quyết định từ bỏ trước áp lực tới từ người hâm mộ. Đó có lẽ là nốt trầm trong sự nghiệp đội tuyển quốc gia của Messi, lần hiếm hoi người hâm mộ chứng kiến đội trưởng Argentina yếu đuối và sụp đổ. Chính khoảnh khắc này khiến Messi trở lại đầy quyết tâm cùng sự trưởng thành trong tính cách. Không còn hình ảnh Messi gục ngã trước số phận kém duyên cùng tuyển Argentina, mà thay vào đó là bóng dáng của một thủ lĩnh, một điểm tựa vững chãi về mặt tinh thần. Không bao giờ quá muộn để vươn tới thành công. Chức vô địch Copa America ở tuổi 34 đến ở thời điểm xế chiều sự nghiệp của Messi. Argentina lúc này sở hữu lực lượng trẻ và giàu quyết tâm, được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên mới chỉ 44 tuổi. Việc làm cha của ba người con trai khiến Messi có một góc nhìn khác trong cuộc sống, trách nhiệm hơn và chín chắn hơn. Anh nhận thức được trách nhiệm gánh vác trên vai là niềm hy vọng của cả dân tộc. Theo thời gian, Messi dần biến điều này từ áp lực trở thành động lực để phấn đấu. Cảm hứng mà đội trưởng tuyển Argentina truyền đạt cho các đồng đội khiến lứa cầu thủ trẻ như có thêm sức chiến đấu cho người đàn anh của mình. Emiliano Martinez từng chia sẻ rằng, tôi sẵn sàng dâng hiến cuộc đời này cho Messi. Tôi sẵn sàng chết vì Messi. Đó có lẽ là cảm xúc chung của 25 cầu thủ còn lại của đội tuyển Argentina có vinh dự khoác lên mình màu áo Albiceleste tại World Cup 2022. Họ biết đây sẽ là cơ hội cuối cùng được sát cánh cùng thần tượng của mình tại sân chơi lớn nhất thế giới. Mọi lời chào tạm biệt xứng đáng có một cái kết đẹp. Thông tin trước trận ra quân của đội tuyển Argentina cho biết Messi vẫn đang gặp vấn đề về chấn thương. Cơ hội ra sân của số 10 trước Saudi Arabia là một dấu hỏi với người hâm mộ. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Messi sẽ không để lại dấu ấn tới các cầu thủ có mặt trên sân. Bài phát biểu đốc thúc tinh thần trước trận chung kết Copa America chỉ là một góc rất nhỏ trong nhân cách thủ lĩnh lớn lao mà M10 mang lại cho đất nước xứ sở tango. Edmundo từng phải chịu đau khổ khi khoác lên mình màu áo đại diện dân tộc. Tại World Cup lần này, Messi đã sẵn sàng để khiến đối thủ phải ngán ngẩm trước thứ bóng đá thiên tài của anh với hy vọng có thể mang về chiếc cúp vàng sau 36 năm. Kết quả World Cup 2022, Hà Lan thắng Nhật, đôi giải cứu xứ Wales. Cody Gakpo sắm vai người hùng để giúp Hà Lan nhọc nhằn vượt ải Senegal ở trận ra quân World Cup 2022.
Trong khi Bill mang về một điểm cho xứ Wales chạm trán Mỹ, đội tuyển Hà Lan đã phải rất vất vả mới giành được chiến thắng 2-0 trong cuộc chạm trán. Senegal ở lượt trận ra quân bảng A World Cup 2022. Cody Gakpo trở thành người hùng của cơn lốc màu da cam với bàn thắng phá vỡ bế tắc ở phút 85 sau đường kiến tạo hoàn hảo của Frankie De Jong. Ravi Klaassen sau đó chấm dứt mọi nỗ lực của Senegal bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 khi thời gian trận đấu bước sang phút 90+9. Với chiến thắng này, đoàn quân của huấn luyện viên Louis van Gaal tạm chia sẻ ngôi đầu bảng với Ecuador khi cả hai cùng giành 3 điểm và cùng có hiệu số cộng 2. Ở lượt trận tiếp theo, Hà Lan sẽ quyết đấu Ecuador trong trận cầu mang tính chất quyết định xem đội bóng nào sẽ giành tấm vé đi tiếp đầu tiên tại bảng A. Trong khi đó, Senegal có lý do để nuối tiếc khi mà họ đã thi đấu tốt ở trận này nhưng may mắn đã không mỉm cười với họ. Thua trận xong, Senegal vẫn có cơ hội để giành quyền vào vòng knock-out. Ở lượt trận tiếp theo, họ sẽ đối đầu với chủ nhà Qatar. Còn tại bảng B, trận đấu muộn giữa đội tuyển Mỹ và đội tuyển xứ Wales khép lại với kết quả hòa 1-1. Gareth Bale đã tỏa sáng khi mang về quả penalty và chính anh thực hiện thành công để gỡ hòa cho xứ Wales ở phút 82 sau khi để cho tuyển Mỹ dẫn trước trong hiệp 1 nhờ công Timothy Weah. Với kết quả này, hai đội tuyển Mỹ và xứ Wales cùng có được một điểm và tạm xếp sau đội tuyển Anh sau lượt trận ra quân. Trước đó, ở trận đấu mở màn của bảng, đội tuyển Anh đã giành chiến thắng tưng bừng 6-2 trước đội tuyển Iran. Theo lịch thi đấu, ở lượt trận thứ hai, đội tuyển Mỹ sẽ đối đầu Tam Sô trong khi xứ Wales chạm trán đại diện châu Á Iran. Kết quả World Cup 2022. Bảng A Senegal Hà Lan 0-2 Cody Gakpo 85, David Klaassen 90+9. Bảng B Anh Iran 6-2 Bellingham 35, Saka 43, 62 Sterling 45+1, Rashford 71, Grealish 90, Taremi 65, 90+13 pen. Mỹ xứ Wales 1-1 Timothy Weah 36, Gareth Bale 82 pen.